Chúa cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy lúc Chúa Giêsu trừ quỷ xong thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebul mà trừ quỷ. Mấy người khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Chúa Giêsu biết ý họ liền phán: nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan tự chia rẽ thì nước nó làm sao vững vững được? Các ngươi bảo ta nhờ Beelzebul mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà cử trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Khi thần ô uế ra khỏi người nào thì nó đi rông dài những nơi khô ráo tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng không tìm được. Nên nó nói rằng: ta sẽ trở lại nhà ta nơi ta đã ra đi. Khi đến nơi nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bây giờ nó rủ thêm 7 tà thần khác hung ác hơn nó đến cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng người ấy sẽ trở nên tệ hại hơn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, nào ai trong chúng ta từ khi bắt đầu khôn lớn, nhất là khi chúng ta bắt đầu mà đi làm mà có những chuyện con là phải chung đụng, phải sống chung với những người khác mà chúng ta chưa từng bao giờ bị hiểu lầm, hoặc là người khác ghen tị, hoặc là người ta vu khống, hoặc là người ta muốn hạ bệ chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu vừa mới trừ quỷ xong thì những người mà có là có ác ý gán cho Chúa, ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebul mà trừ quỷ. Anh chị em biết người Do Thái khi nói Beelzebul là gì? Beelzebul là tướng của phân nhơ, của bãi rác, của chỗ bẩn thỉu. Anh chị em thấy thóa mạ Chúa chưa? Anh chị em thấy cay đắng chưa? Một con người làm bao nhiêu điều tốt lành mà bị dùng cái từ gán ghép cho như vậy. Chúng ta thấy rằng là Chúa chúng ta khi đến trần gian, Ngài làm biết bao nhiêu điều tốt lành, nhưng mà vẫn luôn luôn có những người tìm cách hạ bệ, tìm cách triệt hạ Chúa. Và anh chị em biết là ngay trên thập giá mà họ còn thách đố Chúa: nếu ông là Đức Kitô hãy bước xuống chúng tôi thấy mà tin nào. Anh chị em, Chúa mà bước xuống một cái để trắng mắt ra hết cả đám. Anh chị em thấy trong cuộc sống có nhiều khi họ còn là họ khiêu khích chúng ta, họ làm thế này, họ làm chúng ta đau khổ. Anh chị em đã có bao khi nào bị suy sụp khi mà người ta nói những điều mà bậy bạ, vu khống, thóa mạ, dựng chuyện bao giờ chưa? Chúng ta nếu như thế, anh chị em nhớ trong bài tin mừng hôm nay, Chúa đang bị cái hoàn cảnh như vậy, để chúng ta thấy có một cái gương của Chúa nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống này. Cuộc sống của chúng ta nó là như vậy. Và vì thế đừng có ảo tưởng lúc nào người ta cũng vỗ tay, lúc nào người ta cũng khen ngợi, cái đó là nịnh bợ. Chúng ta phải sống thật với chúng ta. Và vì thế đừng sợ khi người khác nói khác. Nhưng điều sợ nhất đó là gì? Là mình chúng không sống thật với lương tâm của mình. Mình sống giả dối và mình sống đóng kịch, gian dối. Và cái đó mới cần sợ. Chứ còn đừng có sợ khi chúng ta chân thật mà người khác họ thóa mạ, họ làm khổ chúng ta. Đó là vấn đề nhất. Chúa Giêsu hôm nay nhắc cho chúng ta thân phận con người. Nhưng mà hôm nay Chúa Giêsu nhắc đến một cái điều rất là thực tế nữa. Các ngươi bảo ta nhờ Beelzebul mà trừ quỷ, nghĩa là dùng Satan mà trừ Satan. Thế thì nước mà tự mà đi diệt nhau như vậy thì nó chỉ có sụp sớm thôi à? Nếu mà trong một nước mà họ chống lẫn nhau thì đó là dấu chỉ sắp sửa tan rã. Anh chị em biết không? Hiện nay bây giờ nói thế nào thấy, ở trong nhà mình cũng vậy. Vợ chồng gia đình, cái khổ nhất không phải là người bên ngoài họ làm khổ mình, mà chính trong gia đình làm khổ nhau mới là cái khổ. Và cái hỏa ngục nó là cái chỗ đó đó.
tôi đi đến thăm vài gia đình, người bên ngoài đâu có biết ở trong nhà thế nào. Cha có biết không, hỏa ngục trong nhà con này, vợ chồng cắn cấu nhau, cha mẹ và con cái coi là bất chấp lẫn nhau và làm khổ lẫn nhau. Tôi nghĩ cái khổ nhất đó, là chúng ta phải chịu đựng ở trong nhà mình, chia rẽ trong nhà mình rất nhiều, và chúng ta suy sụp bởi vì trong gia đình chứ không phải ở ngoài đời. Ai đồng ý vậy giơ tay xem nào. Rất cảm ơn anh chị em, đây là kinh nghiệm thật. Kinh nghiệm thật. Và nhiều người đau khổ không phải là bởi bên ngoài họ làm khổ mình, mà vì trong nhà mình làm khổ mình. Chúng ta phải nhớ sự chia rẽ, và nhất là chúng ta ở trong nhà, cái tình thương nó nối kết chúng ta và làm cho chúng ta lớn lên. Do đó chúng ta phải nghĩ đến ở trong nhà phải luôn luôn nối kết. Và gia đình, chòm xóm, giáo xứ, quốc gia, thế giới, tất cả luôn luôn ở trong nội bộ quan trọng hơn ở bên ngoài. Giặc bên ngoài nó đánh chúng ta, nhưng mà nội thù thì nó nặng hơn nhiều. Do vậy chúng ta nhớ hôm nay bài tin mừng Chúa nhắc cho chúng ta điều đó, để mỗi chúng ta phải là một nhân tố kiến tạo nên cái tình thương ở trong gia đình của chúng ta, nơi giáo xứ chúng ta, nơi cộng đoàn chúng ta, nơi chòm xóm chúng ta, trong xã hội chúng ta. Bằng không tự nó tan, khi không có yêu thương mà chia rẽ, tự nó sẽ tan nát. Và vì vậy chúng ta nài xin Chúa cho chúng ta, và giáo hội cũng vậy, giáo hội điêu đứng trong lịch sử 2000 năm, biết bao nhiêu những chia rẽ, ly giáo, chống đối, và giáo hội rất là điêu đứng về cái chuyện này. Gương xấu, gương mủ trong giáo hội. Anh chị em cầu nguyện cho hội thánh, để biết luôn luôn hội thánh tìm kiếm sự hiệp nhất và yêu thương. Đồng thời chúng ta cũng phải biết luôn luôn trông cậy vào Chúa. Dĩ nhiên là cái đau khổ nó có đó, ở trong nội bộ của chúng ta, chia rẽ trong gia đình, trong giáo hội, trong giáo xứ là có những nhân tố nó gây như vậy. Nhưng mà đừng có suy sụp, bởi vì cái chuyện nó đến là nó đến. Nhưng mà chúng ta phải có hai yếu tố. Thứ nhất là chúng ta cần phải can đảm mà cương nghị, để chúng ta sống vững trên đôi chân của chúng ta trong sự chân thật. Thứ hai, chúng ta phải biết trông cậy vào Chúa nữa, không tự mãn về mình. Chúa hiện diện trong giáo hội có những chia rẽ, nhưng Chúa ở trong con thuyền của giáo hội, con thuyền của giáo hội không bị đắm. Chúa ở trong nhà của chúng ta, chia rẽ thì đau khổ, nhưng Chúa ngự trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, gia đình của chúng ta sẽ đi đến bến bình an. Và xin Chúa cho chúng ta biết luôn luôn khám phá điều này, và nhất là chúng ta sống những điều mà Chúa ban cho chúng ta, trở thành là con cái của Chúa trong thế giới này.